Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay thứ bảy ngày 30 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ đã có buổi đối thoại chính sách với một số tập đoàn kinh tế tư nhân để lắng nghe những khó khăn vướng mắc làm cơ sở hoàn thiện chính sách của chính phủ. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã có 5 đợt điều chỉnh tăng với khoảng 1.750 đồng. Hiện giá xăng đang ở ngưỡng trên 18.000 đồng một lít. Việc tăng giá của xăng dầu đã bắt đầu tác động đến giá nhiều mặt hàng khác. Các đơn vị địa phương tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi vui Tết Trung Thu cho trẻ em. Tin quốc tế, Mỹ không công nhận cuộc trưng cầu ý dân đơn phương của người Quốc ở Iraq về nền độc lập, đồng thời kêu gọi tất cả các bên chấm dứt sử dụng vũ lực tham gia đối thoại. Bây giờ là nội dung chương trình. Để lắng nghe những khó khăn vướng mắc làm cơ sở hoàn thiện chính sách của chính phủ nhằm triển khai có hiệu quả nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tọa đàm đối thoại chính sách với chủ đề Chính phủ và các tập đoàn kinh tế tư nhân cùng đồng hành phát triển kinh tế. Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của các tập đoàn tổng công ty có mặt tại buổi tọa đàm và nhấn mạnh đây là những doanh nghiệp thành công nhất trong khối kinh tế tư nhân của nước nhà, đóng góp quan trọng vào thành tích phát triển kinh tế đất nước. Nhấn mạnh đến mục tiêu buổi tọa đàm để trả lời câu hỏi vì sao kinh tế tư nhân ở Việt Nam chưa phát triển, phải chăng là những khó khăn tồn tại trong lĩnh vực thuế, khóa, môi trường kinh doanh, và nhà nước phải làm gì để thúc đẩy kinh tế tư nhân. Thủ tướng mong muốn được lắng nghe những ý kiến trên tinh thần nói thẳng, nói thật, trách nhiệm vì lợi ích chung của đất nước. Những ý kiến từ buổi tọa đàm sẽ góp phần giúp chính phủ hình thành và hoàn thiện các chính sách, định hướng và tiếp tục tháo gỡ những vấn đề bất cập, rào cản đang đặt ra. Đây là hành động cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 5 nhằm tạo ra môi trường pháp lý kinh doanh tốt nhất, đưa doanh nghiệp tư nhân phát triển đúng hướng và ngày càng có nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa vào tỷ trọng GDP của đất nước. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí vừa có buổi tiếp đoàn Ban Đối ngoại Trung ương Việt Nam và Lào nhân đoàn đến dự chương trình giao lưu hữu nghị lần thứ 9 giữa Ban Đối ngoại hai nước được tổ chức tại Đà Nẵng. Đoàn công tác Ban Đối ngoại Trung ương Việt Nam do ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm trưởng đoàn. Trưởng đoàn công tác phía nước bạn là bà Santhone Sayachak, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp đoàn Ban Đối ngoại Trung ương Việt Nam và Lào đến làm việc tại Đà Nẵng. Những năm qua, Đà Nẵng có mối quan hệ tốt đẹp với nhiều địa phương của Lào, nhất là khu vực Nam Lào. Thành phố đã có sự hỗ trợ về giáo dục, y tế, quy hoạch với các tỉnh này. Đến nay đã có gần 750 lưu học sinh Lào đến học tại Đà Nẵng, trong đó có hàng trăm sinh viên được hỗ trợ học bổng. 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu Đà Nẵng sang Lào đạt 24 triệu đô la Mỹ, tăng gần 57% so với cùng kỳ năm 2016. Trưởng ban đối ngoại Santhone Sayachak cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố dành cho đoàn, chúc mừng thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng, bày tỏ mong muốn học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội và đô thị của Đà Nẵng. Chúc tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng sắp tới thành công tốt đẹp. Trưởng ban đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Đà Nẵng, cho rằng Đà Nẵng là một thành phố năng động, sạch đẹp, xứng đáng là trung tâm khu vực miền Trung, là nơi phù hợp để tổ chức sự kiện tầm cỡ như APEC. Đà Nẵng cũng là thành phố xuất sắc trong công tác đối ngoại, nhất là trong hợp tác với Lào. Mong muốn Đà Nẵng tiếp tục duy trì tốc độ phát triển kinh tế xã hội tốt như hiện nay và luôn là điểm đến hấp dẫn với du khách. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với Hội Khuyến học tổ chức lễ trao giải thưởng học sinh vượt khó năm học 2016-2017. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ đến dự và trao giải thưởng cho các em được khen thưởng. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Có 170 em học sinh vượt khó học giỏi 3 cấp học trên địa bàn thành phố được nhận giải thưởng của Hội Khuyến học. Trong đó có 89 em cấp tiểu học, 57 em trung học cơ sở và 24 em trung học phổ thông. Mỗi em được nhận giải thưởng 1 triệu đồng do Quỹ Khuyến học thành phố vận động Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng miền Trung tài trợ và 500.000 đồng quà tặng nhân dịp Trung thu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Cũng dịp này, Hội Khuyến học trao 5 suất học bổng cho 5 em có hoàn cảnh khó khăn vừa đầu đại học. Mỗi suất học bổng 5 triệu đồng.
Giải thưởng là sự động viên để các em tiếp tục vượt khó, phấn đấu học tập, rèn luyện tốt, đồng thời góp phần động viên phong trào học tập của học sinh thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt chương trình nghiên cứu khoa học trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2025. Theo quyết định phê duyệt, thì Đà Nẵng sẽ triển khai các chương trình nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học, nghiên cứu khoa học phục vụ các chương trình phát triển các ngành kinh tế kỹ thuật trọng điểm của thành phố như cơ khí, tự động hóa, điện tử viễn thông và công nghệ thông tin, công nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu mới. Cùng với đó là hai chương trình nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng thành phố môi trường và phòng tránh thiên tai, chương trình nghiên cứu trong lĩnh vực y dược phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sáng nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang, Hội nông dân xã Hòa Liên tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình sản xuất nếp đắng theo hướng hữu cơ tại thôn Hữu Phước, xã Hòa Liên. Hơn 7 hecta nếp đắng được sản xuất theo hướng hữu cơ vụ hè thu năm 2017 với sự tham gia của 76 hộ dân ở thôn Hữu Phước và thôn Hiền Phước, xã Hòa Liên, Hòa Vang. Kết quả cho thấy năng suất đạt 36 tạ một hecta. Đây là giống nếp của địa phương được bà con sản xuất nhiều năm, nếp có chất lượng ngon, dẻo, thơm, đặc trưng. Trước đây, bà con sản xuất chủ yếu sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, chưa có sự hướng dẫn cụ thể của cán bộ kỹ thuật. Tuy nhiên, khi nếp được sản xuất theo hướng hữu cơ, có sự hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ trồng trọt, thì giống nếp này vẫn đạt hiệu quả. Tại buổi hội thảo, các đơn vị địa phương và bà con nông dân đã nêu bật những ưu điểm và tồn tại, từ đó rút kinh nghiệm để mô hình này được sản xuất rộng ở từng hộ dân. Ngày 20 tháng 9 vừa qua, giá xăng tiếp tục tăng 319 đồng một lít. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã có 5 đợt điều chỉnh tăng với khoảng 1.750 đồng. Hiện giá xăng đang ở ngưỡng trên 18.000 đồng một lít. Việc tăng giá của xăng dầu đã bắt đầu tác động đến nhiều giá của nhiều mặt hàng khác. Theo số liệu từ Cục Thống kê, chỉ trong tháng 9, với hai đợt điều chỉnh tăng giá xăng dầu vào thời điểm ngày 5 và ngày 20 tháng 9, đã làm chỉ số giá nhóm nhiên liệu tăng trực tiếp khoảng 3,5%, tác động đến nhóm giao thông tăng 1,5%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng. Việc giá nhiên liệu tăng liên tiếp trong 2 tháng, tháng 8 và tháng 9, khiến người tiêu dùng lo lắng. Xăng cộ là coi như là cái điều mà phương tiện đi lại chủ yếu của người dân, cho nên là tôi thấy là cũng có sự tăng nhẹ. Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên, sự tác động của xăng dầu chưa thể hiện rõ nét trên thị trường. Cụ thể, giá thực phẩm tươi sống tại chợ vẫn giữ giá ổn định, không có nhiều biến động. Theo tiểu thương tại các chợ, giá các mặt hàng rau, củ, quả, thịt, cá biến động, tăng hay giảm, phụ thuộc chủ yếu theo thời tiết, ít chịu tác động của giá nhiên liệu. Mặc dầu là giá xăng dầu có nhích lên, nhưng mà mặt bằng chung nó vẫn ổn định, chỉ trừ trường hợp có những hôm mà thời tiết mưa bão thì rau nó về chậm thì giá cả nó có nhích lên một xíu, nhưng không đáng là bao hết. Tất cả các mặt hàng nó đều ổn định và lượng mua của người dân nó cũng đều. Trong khi đó, nhóm hàng tiêu dùng nhanh đã bắt đầu nhích giá từ 2 tháng qua. Những mặt hàng tăng giá chủ yếu là hàng gia vị, thực phẩm đóng gói. Nói chung là cũng có một số mặt hàng tăng lên một chút xíu. Tăng lên là do một số phần là xăng dầu, cho nên phải liên kết tới vận chuyển là xăng dầu là ảnh hưởng tới giá cả của hàng hóa. Cho nên là chủ yếu như mấy mặt hàng như là mắm, nước mắm này, rồi dầu này, rồi no, rồi đó, mấy những cái mặt hàng tiêu dùng hàng ngày giống như là thực phẩm, đó là sẽ lên một chút ít. Đại diện một số siêu thị lớn trên địa bàn cho hay hiện vẫn chưa có đợt tăng giá mới vì vẫn còn chạy chương trình khuyến mãi lớn trong năm. Đến thời điểm này, hầu hết các nhóm hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng khác vẫn ổn định về giá. Nguyên nhân không tăng giá các mặt hàng là do có sự thỏa thuận giữa nhà cung cấp và nhà bán lẻ ngay từ đầu năm. Về nguyên tắc, nếu nhà cung cấp đề nghị tăng giá thì phải có điểm giãn về thời gian, ít nhất là trước một tháng để nhà bán lẻ xem xét thị trường các yếu tố có hợp lý để tăng hay không. Tập trung vào giới thiệu các sản phẩm Việt Nam trên khắp mọi vùng miền của đất nước nhằm góp phần quảng bá rộng rãi sản phẩm Việt, thương hiệu Việt có chất lượng tốt, giá cả hợp lý đến người tiêu dùng. Đặc biệt là những sản phẩm mà chúng tôi của các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà chúng tôi đã hỗ trợ phát triển thương hiệu trong cái chương trình đồng hành cùng với lại thương hiệu Việt.
Theo Sở Công Thương Đà Nẵng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn trong tháng 9 ước đạt gần 6.700 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng hơn 7% so với tháng 9 năm 2016. Hoạt động thương mại nhìn chung khá sôi động thông qua việc kích cầu của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Trong đó, doanh thu của nhóm thương nghiệp tăng 9,5%, nhóm khách sạn tăng 17%, nhà hàng tăng 14%, du lịch tăng 1%, dịch vụ giảm 0,7% so với cùng kỳ tháng 9 năm 2016. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự với các tin đáng chú ý khác. Ngày hôm nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động công trình trạm kiểm soát biên phòng Bãi Bắc tại khu vực núi Sơn Trà thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Vị trí xây dựng của trạm kiểm soát biên phòng Bãi Bắc được đánh giá có vị trí chiến lược về quân sự quốc phòng. Đặc biệt, đây cũng là khu bảo tồn thiên nhiên với nhiều loài động vật quý hiếm, có tuyến đường du lịch kết hợp với quốc phòng an ninh chạy quanh bán đảo Sơn Trà. Hàng năm có hàng trăm ngàn lượt người trong và ngoài nước vào khu vực để du lịch nghỉ dưỡng. Vì vậy, việc công trình trạm kiểm soát biên phòng Bãi Bắc và đưa vào hoạt động có ý nghĩa rất lớn về việc duy trì bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên bán đảo Sơn Trà. Công trình trạm kiểm soát biên phòng Bãi Bắc được đầu tư xây dựng theo quyết định số 6754 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Tổng kinh phí xây dựng gần 3,6 tỷ đồng, gồm khu nhà 2 tầng, nhà để xe, sân nền, đường bê tông, cây xanh được xây dựng trên tổng diện tích đất là 552 m². Đây là công trình bố trí nơi làm việc công tác của cán bộ chiến sĩ thuộc đồn biên phòng Sơn Trà, có nhiệm vụ tuần tra kiểm soát 2/3 đoạn bờ biển chạy quanh bán đảo Sơn Trà. Chiều qua tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố cùng các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập khẩn nguy sân bay năm 2017 nhằm bảo đảm an toàn hàng không, đặc biệt trong tuần lễ cấp cao APEC 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới. Đây là cuộc diễn tập toàn diện gồm hai giai đoạn, vận hành cơ chế và diễn tập thực binh, nhằm mục đích rèn luyện, nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, phối hợp giữa các lực lượng liên quan, điều hành và tác nghiệp công tác tìm kiếm cứu nạn trong xử lý tình huống khẩn nguy khi tàu bay gặp sự cố tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, hoàn thiện phương án về công tác tìm kiếm cứu nạn hàng không tại khu vực lân cận sân bay. Tình huống giả định, tàu bay DT-2017 đang chở 120 khách với 2,5 tấn hàng hóa, hành lý. Trong lúc bay thì gặp sự cố do trục trặc hệ thống càng và yêu cầu sân bay hỗ trợ từ mặt đất. Tổ lái theo hướng dẫn của kiểm soát viên không lưu đã bay vào khu vực tiếp cận, xử lý ban đầu đối với sự cố kỹ thuật, hệ thống càng theo phương pháp bay thông thường, hạ cánh khẩn cấp. Việc hạ cánh với tốc độ lớn và phanh gấp nên tàu bay bị nổ lốp, gây cháy nổ, khói mù mịt vây quanh tàu bay DT-2017, cản trở tầm nhìn của lực lượng cứu nạn. Máy bay không mở cửa, không có lối thoát cho hành khách bên trong. Ngay khi nhận được thông báo khẩn, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố cùng với lực lượng liên quan đã triển khai phương án xử lý tình huống khẩn nguy. Sau 1 giờ đồng hồ, công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn kết thúc, kịp thời đưa số nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Số hàng hóa, hành lý đã được đưa về nơi quy định. Cuộc diễn tập khẩn nguy sân bay 2017 nhằm đảm bảo công tác an toàn hàng không, đặc biệt trong tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng sắp được diễn ra. Kết thúc diễn tập, Cục Hàng không Việt Nam đã trao giấy khen cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, chỉ huy, cứu hộ cứu nạn, xử lý tình huống khẩn nguy tại diễn tập khẩn nguy sân bay năm 2017. Tối qua tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Cẩm Lệ, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho con em công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm và các khu dân cư trên địa bàn quận. Thưa quý vị, ngoài quận Cẩm Lệ thì Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức vui hội Trung thu cho các em thiếu nhi còn công nhân viên chức lao động tại quận Liên Chiểu. Tổng số em thiếu nhi tham gia chương trình vui hội trăm rằm tại hai địa điểm lên tới khoảng 800 em. Đây thực sự là một chương trình ý nghĩa thiết thực, không những tạo sân chơi lành mạnh bổ ích để các em có dịp hòa mình vào không khí vui tươi của những ngày hội Trung thu năm nay, mà còn giúp giáo dục truyền thống các em và biết phát huy những cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Xuyên suốt chương trình, các em thiếu nhi được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ, ảo thuật đặc sắc, được xem biểu diễn múa lân, tham gia phá cổ, tặng quà Trung thu. Qua đây, Liên đoàn Lao động thành phố đã bày tỏ sự quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời chia sẻ động viên toàn bộ công nhân viên chức lao động tại các khu công nghiệp phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
Dịp này, ban tổ chức trao 400 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Chúc các em và gia đình có một mùa trung thu thật sự ý nghĩa, vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Mong muốn các em phấn đấu nỗ lực hơn trong học tập, rèn luyện, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi. Nhân kỷ niệm ngày giỗ tổ ngành sân khấu Việt Nam, sáng nay Hội nghệ sĩ sân khấu thành phố Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm ngày giỗ tổ ngành. Tại đây, các nghệ sĩ đã ôn lại những kỷ niệm về nghề, báo cáo kết quả đã làm được trong năm qua, biểu diễn các trích đoạn nghệ thuật sân khấu. Được biết, thành lập từ năm 2001 đến nay, Hội nghệ sĩ sân khấu thành phố Đà Nẵng đã trở thành ngôi nhà chung của những người hoạt động sân khấu chuyên và không chuyên, giao lưu, gặp gỡ và chia sẻ với nghề. Chỉ tính từ năm 2010 đến nay, Hội đã phối hợp với tổ chức 5 lớp đào tạo biểu diễn và hô hát các làn điệu dân ca, bài chòi cho 300 học viên. Nhiều người trong số đó trở thành hạt nhân trong phong trào văn hóa văn nghệ cơ sở, dàn dựng nhiều tiểu phẩm kịch ngắn, kịch dài và biểu diễn phục vụ người dân các địa phương. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố, đến nay, dịch bệnh sốt xuất huyết tại quận Liên Chiểu vẫn diễn biến phức tạp. Mỗi tuần, địa phương này ghi nhận thêm từ 20 đến 30 trường hợp mắc sốt xuất huyết mới, với tổng số ca bệnh hiện nay đã tăng lên gần 2,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, với 856 trường hợp mắc bệnh. Các giải pháp phòng chống dịch đã và đang được ngành y tế quận triển khai quyết liệt, nhất là việc xử lý các ổ dịch nhỏ, phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng. Tuy nhiên, do địa bàn có nhiều lô đất trống, nhiều khu nhà trọ công nhân sinh viên cùng với đó người dân vẫn chưa chủ động diệt bọ gậy nên dịch bệnh vẫn gia tăng. Hơn 200 đoàn viên thanh niên thuộc 37 cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Đà Nẵng đã tham dự khóa tập huấn về an toàn giao thông do Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức sáng nay. Nội dung tập huấn là kiến thức về luật giao thông đường bộ, những tình huống thường xảy ra khi lái xe và biện pháp xử lý, điều khiển phương tiện trong điều kiện thời tiết xấu, đường tối, ngập nước và kỹ thuật lái xe an toàn. Đây là hoạt động thường niên mà Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức từ nhiều năm nay, giúp các bạn trẻ nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành luật giao thông. Được biết, trong năm 2017, Thành đoàn Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa góp phần nâng cao trách nhiệm của các bạn đoàn viên thanh niên cùng với công tác bảo đảm an toàn giao thông, trong đó các hoạt động tặng mũ bảo hiểm cho những người làm xe thồ tại bến xe trung tâm thành phố. Thực hiện chương trình thành phố bốn an, trong đó để bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội, từ đầu năm đến nay, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn đã triển khai nhiều giải pháp cùng với sự nỗ lực của mỗi hộ nghèo đã giúp cho nhiều gia đình ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Đây là quán ăn nhỏ trên đường Trần Hoành mà người phụ nữ này lập nên từ sự hỗ trợ của phường. Một chiếc tủ cùng với một số dụng cụ khác với giá trị 4 triệu đồng. Quán của chị lúc nào cũng đông khách. Chồng vốn mất sức lao động, nhà lại có 3 con ăn học. Nhưng nhờ địa phương hỗ trợ nên khó khăn đã vơi bớt phần nào. Phường có ủng hộ vô cái tủ mì, có ủng hộ tiền ăn học cho để nuôi con. Thu nhập thì mình là 150 đó. Thì bắt đầu từ đầu năm thì chúng tôi cũng có cái gặp gỡ, là cũng tìm hiểu và trao đổi các cái hộ để tìm hiểu về các cái điều kiện để hỗ trợ. Thì qua đó thì trong đến nay thì từ đầu năm đến nay thì chúng tôi có lập danh sách là 23 hộ để chúng tôi hỗ trợ một số các cái vật dụng cần thiết. Để trao cần câu cho người nghèo, ngay từ đầu năm, phường Khuê Mỹ đã gặp gỡ, đối thoại tìm hiểu hoàn cảnh và nguyện vọng của từng gia đình. Từ đây, các phương tiện sinh kế đã được phường trao tận tay đến từng hộ nghèo. Nhiều gia đình dần ổn định với việc buôn bán ở chợ hay có đồng ra đồng vào với những chiếc xe nước mía, tủ bánh mì. Đồng thời, không ít trường hợp cũng có việc làm từ những mô hình kinh tế hiệu quả được triển khai ngay tại địa phương. Chúng tôi có cái triển khai cái điều tra cái nhu cầu về lao động việc làm để phối hợp cùng với lại quận, đó là triển khai là các cái doanh nghiệp mà đến cái quận vừa rồi mà tổ chức cái thị trường mà lao động phỏng vấn đó, thì chúng tôi cũng đã cung cấp cái danh sách để cho các cái hộ dân người ta lên phỏng vấn được tiếp các cái doanh nghiệp. Cùng với việc trao phương tiện làm ăn, tạo việc làm, đến nay phường Khuê Mỹ cũng đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà cho gia đình chính sách có nhà xuống cấp với 8 hộ ngay trước dịp 27 tháng 7 vừa qua. 9 tháng đầu năm nay, phường Khuê Mỹ đã giảm được 90 trong tổng số 200 hộ nghèo tại địa phương. Với mong muốn hỗ trợ các gia đình nghèo, gia đình chính sách sử dụng điện một cách an toàn,
Những ngày tháng 9 vừa qua, ngành điện thành phố đã tăng cường ra quân sửa chữa miễn phí hệ thống điện sau công tơ cho bà con hộ nghèo. Bà Thái Thị Nho, trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, là một trong số nhiều trường hợp được hỗ trợ sửa chữa điện miễn phí trong đợt này. Thuộc diện hộ nghèo của phường, hệ thống điện trong nhà đã xuống cấp từ lâu, song gia đình chưa có khả năng để nâng cấp sửa chữa. Chính vì vậy, chương trình sửa chữa điện miễn phí là một sự giúp đỡ rất thiết thực với gia đình bà Nho. Cái bán của huyện nó chẳng đỏ, bán điện cũng không đỏ. Còn cái nó thì cám vô thì hậu đỏ hậu không, cứ chứ bếp nữa. Ở dưới bếp, chỗ bếp nữa, cụ vô, thấu lùa cụ vô rồi. Thì gì cũng mừng, trước hết cũng ơn rằng ban lãnh đạo xa nữa, ở phường, ở bác cũng quan tâm. Với hơn nữa là cũng mấy cháu cũng quan tâm để sống đây giúp đỡ gia đình tím. Không chỉ riêng gia đình bà Nho, thực hiện tháng cao điểm xử lý cáp treo cột điện và đảm bảo phòng cháy chữa cháy, sử dụng điện trong nhân dân. Trong tháng 9, Điện lực Đà Nẵng cũng đã sửa chữa miễn phí hệ thống điện cho 100 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Thì cái hệ thống điện nó cũng đã xuống cấp rất nhiều và cũng mong muốn thì những anh em của công nhân Điện lực Sơn Trà thì cũng rất là nhiệt tình và cũng vui vì cũng đã góp được một cái phần sức nhỏ của mình nhưng mà đảm bảo được cho bà con trong cái mùa mưa bão sắp tới. Tham gia hỗ trợ sửa chữa điện miễn phí cho bà con hộ nghèo đợt này cũng là dịp để ngành điện tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện đúng cách. Khuyến cáo thì bà con khi mà sử dụng điện thì chúng ta phải am hiểu, phải có những cái kiến thức am hiểu về điện, ví dụ như là sử dụng thì phải đảm bảo được cái an toàn. Dây thì chúng ta phải đi dây bọc và đi ở trong cái ống để bảo vệ cách điện giữa cái dây với lại cái phần điện trong tường, hay là nếu đi điện nổi thì chúng ta phải có những ống nhựa bọc để mà đảm bảo được cái khoảng cách và cũng như là không có bị xảy ra chạm chập. Với số tiền hỗ trợ mỗi gia đình là khoảng 1 triệu đồng, chương trình sửa chữa điện miễn phí cho hộ nghèo đã trở thành hoạt động thường xuyên của ngành điện thành phố trong nhiều năm qua. Đây không chỉ là hoạt động nhằm đảm bảo an toàn sử dụng điện trong nhân dân mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chuyển sang một số tin tức quốc tế. Mỹ không công nhận cuộc trưng cầu ý dân đơn phương của người Quốc ở Iraq về nền độc lập, đồng thời kêu gọi tất cả các bên chấm dứt sử dụng vũ lực và tham gia đối thoại. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nêu rõ, cuộc bỏ phiếu và kết quả cuộc trưng cầu ý dân của người Quốc ở Iraq thiếu tính hợp pháp và Mỹ tiếp tục ủng hộ một nước Iraq thống nhất, liên bang, dân chủ và thịnh vượng. Ông nhấn mạnh, Washington yêu cầu tất cả các bên, trong đó có các nước láng giềng của Iraq, bác bỏ các hành động đơn phương cũng như việc sử dụng vũ lực. Ngoại trưởng Tillerson cũng cho biết, Mỹ quan ngại về các hậu quả tiêu cực có thể xảy ra của hành động đơn phương này, đồng thời hối thúc chính quyền của người Quốc ở miền Bắc Iraq tôn trọng vai trò của chính quyền trung ương được quy định theo hiến pháp. Ông cũng kêu gọi chính phủ Iraq chấm dứt đe dọa sử dụng vũ lực và hối thúc tất cả các bên tập trung vào cuộc chiến chống tổ chức thánh chiến nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Hôm qua, Bộ Tài chính Mỹ đã bất ngờ công bố các biện pháp siết chặt trừng phạt tài chính nhằm vào các ngân hàng và các công ty năng lượng của Nga, với lý do Moscow tiếp tục can thiệp vào cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Động thái này đánh dấu nấc thang căng thẳng mới trong quan hệ nhiều sóng gió giữa hai nước kể từ năm 2014 đến nay. Bộ Tài chính Mỹ quyết định cắt giảm thời hạn phát hành trái phiếu do các công ty mà các cá nhân và tổ chức ở Mỹ được phép giao dịch ban hành. Đối với các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác của Nga nằm trong danh sách trừng phạt, sau ngày 28 tháng 11, chỉ có các khoản nợ không quá 14 ngày được phép giao dịch, thay vì 30 ngày như trước đây. Đối với các công ty dầu khí trong danh sách trừng phạt, kỳ hạn nợ mới bị cắt giảm từ 90 ngày như trước đây xuống còn 60 ngày. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba cũng có dấu hiệu căng thẳng trở lại với các động thái từ phía Mỹ. Sáng nay, theo giờ Hà Nội, giới chức Cuba đã chỉ trích việc Mỹ rút bớt số nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán Mỹ ở La Habana và khẳng định quyết định này sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ song phương. Phần cuối chương trình sẽ là một số tin tức công nghệ nổi bật. Một nhà thiết kế người Anh đã tạo ra cầu trượt thoát hiểm vô cùng độc đáo, có thể cứu sống nhiều sinh mạng trong đám cháy ở các chung cư cao tầng. Eric Hopper, 72 tuổi, nhà phát minh hệ thống cầu trượt thoát hiểm trong hỏa hoạn khẳng định, việc lắp đường ống do ông thiết kế trong khu chung cư Greenfield Tower có thể giúp cứu sống vô số sinh mạng khi ngọn lửa nuốt chửng tòa nhà 21 tầng hồi tháng 6.
theo Hopper, cầu trượt phù hợp để lắp ở mọi tòa nhà. Người sơ tán chui vào cầu trượt thoát hiểm hình ống từ cửa sập ở mỗi tầng, cho phép trẻ em và người lớn trượt dọc đường ống thẳng đứng tới tầng thấp hơn và xuống mặt đất. Người sử dụng có thể kiểm soát tốc độ trượt bằng cách tì vào thành đường ống. Hopper cho biết hệ thống cầu trượt có chi phí khoảng 10.000 đến 200.000 đô la Mỹ, tùy theo độ phức tạp của tòa nhà. Biểu cảm sinh động trên gương mặt cùng với cử động tay của nữ robot khiến nhiều game thủ ở Tokyo tưởng đó là một phụ nữ thực thụ. Vẻ đẹp của con robot trở nên nổi bật, thu hút mọi sự chú ý của khách tham quan dù nó chỉ là công cụ làm nền cho sản phẩm. Khách tham quan rất dễ bị đánh lừa và cho rằng nữ robot là người thật bởi gương mặt đẹp hài hòa và cử động tay linh hoạt của nó. Đến đây, chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.